Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình xin đọc tập truyện Kính Lúp Suy Luận Bắc Cực trong quyển 32 của Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Nobita, Sumio gọi con đấy. Cậu đến nhà tớ nghe nhé, có cái này hay lắm. Đúng lúc đang ngủ ngon. Phù phù, có cái gì hay không hả Sumio? Như đã hứa, tớ trọng tài trinh thám phân tích cuộc hành trình của Nobita từ nhà đến đây nhé. Thử xem có đúng không? Cậu nhận được cú điện thoại của tớ lúc đang ngủ phải không? Đúng, sao cậu biết? Chưa hết đâu, trên đường đến đây, cậu đạp phải một vũng nước trước cửa bệnh viện. Sau đó bị chó rượt tới đây. Trời, cậu nhìn thấy tất cả mọi chuyện à? Sao cậu biết hay vậy? Chuyện là thế này, rất đơn giản, chỉ cần chịu khó quan sát sẽ biết ngay. Các cậu nhìn mép Nobita xem, xung quanh còn dính đầy nước dãi, đôi giày thì đạp vô đất cỏ, mà gần đây chỉ có trước cổng bệnh viện là đang xây dựng. Lúc vào nhà cậu ấy thở hổn hển, chứng tỏ cậu ấy phải chạy rất nhanh. Điều đó chỉ xảy ra khi sắp muộn học hoặc bị một thứ đáng sợ đuổi theo. Cậu đúng là thiên tài, ai chỉ cho cậu suy luận hay thế? Tớ nhờ cuốn sách này, tớ sẽ đem tài năng của mình cống hiến cho xã hội. Các cậu có vấn đề gì nan giải, hãy đến gặp tớ. Thì ra là trò thám hiểm. Thám tử, tớ cũng muốn làm thám tử. Cậu cho tớ mượn bộ đồ nghề Sherlock Holmes, bảo bối. Đó hỏng rồi còn đâu, thế thì cho tớ mượn cái gì khác cũng được. Đây là kính lúp suy luận Bắc Cực. Bắc cầu, nghe nói có vẻ hay nhỉ? Ngược lại, cực kỳ đơn giản là đằng khác. Ví dụ nhé, cậu thử giấu cái bánh rán đi. Với kính lúp này, tớ sẽ lần ra nơi cậu giấu dễ ợt. Nhớ giấu chỗ nào khó một chút, chứ chỗ dễ quá thì chán lắm. Được rồi, mình đã giấu vào nơi nó không thể tìm thấy. Xong chưa? Xong. Có giỏi thì đi tìm nào. Tớ không tìm đâu, chỉ suy luận thôi. Hãy cho ta biết cái bánh rán ở đâu. Bánh rán thường hình tròn, mà hình tròn là mặt trăng. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình xin đọc tập truyện Cuốn Sách Hấp Dẫn trong quyển 32 của Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Con đã đọc cuốn sách bố mua cho năm ngoái chưa? Sách nào ạ bố? À, quyển sách toàn chữ phải không ạ? Con đọc rồi bố ạ. Tốt lắm, con đọc thấy thế nào? Nói cho bố nghe. Dạ, rất hay, rất hay. Có nhiều đoạn ly kỳ hấp dẫn, hồi hộp. Con đọc một mạch hết cả quyển truyện luôn. Sách đó nói về nhà triết học người Pháp, làm sao hấp dẫn và hồi hộp được. Đúng là con chưa đọc nó chứ gì. Uổng công bố đã bỏ tiền ra mua những cuốn sách bổ ích cho con. Thôi, con khỏi cần đọc nữa. Sao bố lại nổi giận nhỉ? Ai bảo cậu không chịu đọc cơ? Cậu thử đọc cuốn sách ấy đi. Những cuốn sách hay chắc chắn sẽ có ích cho cậu. Có ích cho tớ á? Mấy quyển sách kiểu đó, mới cầm lên tay đã thấy đầu óc quay cuồng, lật tung đầu. Tiên là hoa mắt, buồn nôn, sốt đùng đùng. Đọc hết 2-3 trang chắc tớ mất trí nhớ luôn. Chờ tí tớ sẽ tới Bách Hóa Thế Kỷ 22 mua cho cậu cái này hay lắm. Ai cần nó tham gia cơ chứ? Mình không thích là không thích mà. Con với chả cái bực mình quá. Mình làm gì thế? Em đang định rời bức tranh này sang chỗ khác. Nguy hiểm lắm, chẳng may nó rơi xuống thì làm sao? Để tôi làm cho. Sao mình nhìn tôi kỹ thế? Em nhìn không được à? Có người nhìn tôi làm khó lắm. Để tôi một mình ở đây đi. Hôm nay ông này lạ thật. Nguy hiểm quá.
tí nữa bị phát hiện ra quỹ đen. Mình nghi quá, có thể đó là chỗ giấu tiền riêng của ông ấy. Trời ơi, biết cất nó vào đâu? Xong chưa mình, tôi đang làm. Ra ngoài chờ tí đã. Thế này được chưa? Được rồi, mình thay quần áo bẩn. Này ra, cho em giặt. Không, quần áo còn sạch lắm. Đúng là có chuyện mờ ám rồi. À, đúng rồi, nhét nó vào. Mấy cuốn sách là an toàn nhất. Và vợ mình có mấy khi sờ đến cuốn sách đâu. Thế là yên tâm. Lâu rồi em không đọc sách. Có cuốn nào hay không cho em mượn với. Khoan đã, tôi đang định dọn dẹp lại tủ sách. Mình chịu khó ngồi chờ một lát nhé. Hời, chẳng lẽ không có chỗ nào cất tiền trong nhà ư? À, nghĩ ra rồi. Cất trong phòng Nobita. Kẹp nó vào cuốn sách đó là xong. Cuốn này nó không bao giờ thèm đọc. Nobita đâu hả bố? Nó đi ra ngoài chơi rồi. Đã bảo chờ người ta mà không nghe. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.